đa phần các cô chú tầm uh, trung tuổi trở lên khi mà nhìn thấy cái tác phẩm bình hút tài lộc với cái mẫu họa tiết uh, tứ cảnh sơn thủy quê hương này thì đều rất là thích bởi vì sao bởi vì khi nhìn vào cái tác phẩm này thì là cả một bầu trời kỷ niệm ùa về ở cái mẫu tác phẩm này thì em chế tác cái họa tiết là hình ảnh sơn thủy kết hợp với hình ảnh là quê hương quê hương là ở trong cái tác phẩm này sẽ có những cái hình ảnh những căn nhà những căn nhà và những người dân những người dân lạc ở cái cảnh một cái miền quê một cái miền quê mọi người nhé ví dụ như là mái nhà tranh cây dừa cây chuối hình ảnh một người phụ nữ đang gánh gồng qua một cây cầu nhỏ hình ảnh những người dân đang đi đánh trài đi đánh trài những căn nhà nhỏ ven sông thì khi mà nhìn vào cái tác phẩm này gần như là tái hiện lại được cái không cảnh những cái ngôi làng vào cái thời cách đây đã nhiều năm rồi về trước rồi khi mà nhìn vào sẽ có những cái kỷ niệm những cái cảm xúc ùa về với những các cô chú lớn tuổi tầm trung tuổi mà đã từng trải qua từng sống trong những cái khung cảnh ừ, như vậy thì uh, sẽ có những cái kỷ niệm ùa về thì cái tác phẩm này được uh, các cô chú tầm trung tuổi lựa chọn rất là nhiều uh, xin chào mọi người em là khánh em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm xứ của bát tràng hôm nay thì ở video này như em vừa nói rồi em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một tác phẩm của chính là một chiếc bình hút tài lộc với tích kích thước là cao 50 chiều cao tính từ chân đến miệng không tính đế là 50 cm và đường kính bụng này là 43 đường kính bụng là 43 nhé trên tác phẩm này thì được bộ khung bốn cảnh chế tác hình ảnh sơn thủy hình ảnh sông núi sông nước sông nước và hình ảnh núi và kết hợp đó là hình ảnh những căn nhà những ngôi làng được chế tác theo cái phong cách là từ thời uh, ngày xưa em gọi là ngày xưa ấy. những mái nhà tranh uh, những mái nhà vách đất hình ảnh những uh, bụi chuối những cây cau những người dân đang đi gánh củi đang đi đánh cá đây là hình ảnh rất là thân thuộc uh, những cái làng quê ngày xưa tác phẩm này uh, được sản xuất tại bát tràng việt nam mọi người nhé bát tràng việt nam và cặp tác phẩm này nếu như mà anh chị bày trí trong nhà thì rất là đẹp và Ừ, có rất nhiều hoài niệm ở trong đây có rất nhiều hoài niệm trong đây màu sắc và độ bền màu của sản phẩm là trường tồn với thời gian không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng à, chất xứ này thì uh, để tạo ra cái chất xứ trắng mọi người đang nhìn thấy trắng tinh như đá nhá, trắng tinh như đá thì nguyên liệu làm sẽ phải làm từ đất sét trắng Xuyên trong không tạp chất nung ở nhiệt độ 1.300 độ C trong rất nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra các loại xứ trắng như thế này xứ này có xuyên được cả sáng mọi người nhé em sẽ thử xuyên sáng cho mọi người xem và mọi người có thể nhìn thấy đây là chất xứ xuyên sáng nhé bình rất là dày nhưng mà vẫn xuyên được ánh sáng qua này vẫn xuyên được ánh sáng qua đây gọi là sứ xuyên sáng thì với cái chất sứ này sẽ cho cái bình của chúng ta nó có cái màu trắng màu trắng trong à, với cái màu trắng này thì khi mà vẽ họa tiết màu họa tiết màu lên bên trên thì nó mới nổi bật được và đẹp được rồi tiếp theo đến âm thanh mọi người nhé riêng xứ thì cứ phải nghe âm thanh khi mà sờ lên bình thì sẽ trơn mịn mượt như là chúng ta sờ lên trên kính ấy. ngắm nhìn cái tác phẩm này lát nữa em sẽ quay cận vào cho mọi người cùng ngắm nhìn và tác phẩm này khi mà nhìn vào cái họa tiết sẽ có như là xa gần cái cảnh xa gần rất là sâu mọi người nhé xa gần rất là sâu và những cái chiếc bình như thế này thì trọng lượng các chiếc bình sẽ không giống nhau trọng lượng các chiếc bình sẽ không giống nhau sẽ có cái nặng hơn và có cái nhẹ hơn nhé đây là một cái lưu ý dành cho mọi người à, như em nói rồi độ bền màu là trường tồn vĩnh cửu về thời gian không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng đây là hàng mới chứ không phải hàng cổ mọi người nhé hàng mới ạ gì đấy đấy được sản xuất tại bát tràng việt nam những tác phẩm như thế này về anh chị bày trí ở trong nhà thì rất là đẹp sang ý nghĩa của những chiếc bình này trong phong thủy là thu hút tài lộc chiêu tài tích lộc đến mang vận may đến với gia chủ Bày trí một cặp ở phòng khách thì rất là sang trọng và đẹp. Bạn bè đến nhà mình chơi, ngắm nhìn những hình ảnh này sẽ có những câu chuyện gợi nhớ lại ký ức rất là hay mọi người nhé. Họa tiết ở trên tác phẩm này và tất cả những sản phẩm này bên em đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xước mẻ mọi người mới nhận hàng, thế nên là mọi người yên tâm về chất lượng. Và bên em sẽ thường live stream trực tiếp ở trên kênh của Sư bát Tràng và khung giờ là từ 8 giờ tối cho đến 11 giờ tối hàng ngày mọi người có thể truy cập vào phiên live để săn những sản phẩm vùng xứ với cái giá tốt nhất nha mọi người nhé ngắm nhìn những tác phẩm này ngắm lại gần nhìn hình cảnh uh, núi sông những đàn chim rồi những người uh, tiểu phu đang gánh củi những cây này mọi người vừa ngắm mọi người vừa vuốt tác phẩm cái cảm xúc rất là nhẹ nhàng thoải mái mọi người nhé rất là nhẹ nhàng và thoải mái xứ uh, bát tràng bát tràng là ở là một là nghề chuyên sản xuất gốm um xứ rất là nổi tiếng của Việt Nam mình mọi người nhé là dành cho những ai mà chưa biết giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm để mọi người có thể nhìn rõ hơn và sau khi xem xong những video này nếu mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những cái sản phẩm gốm um xứ thủ công của bát tràng Việt Nam rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video này là xin chào giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm à, Như em vừa chia sẻ thì anh chị có thể quan sát thấy hình ảnh đồng quê, hình ảnh núi sông rất là hùng vĩ. Kết hợp với đó là hình ảnh những mái nhà tranh, hình ảnh những người dân đang hoạt động bình thường. Đây, anh chị cùng quan sát nhé. Em xin phép cho dừng lại để mọi người nhìn kỹ hơn. Ngắm nhìn những cái tác phẩm này nhìn sâu lắm, rất có chiều sâu. Rất có chiều sâu mọi người nhé. Hình ảnh xa gần này, hình ảnh núi sông này. Đây, ví dụ như đây là một cảnh à, giống nhau này. Bốn cảnh, bốn cảnh mọi người nhé. Đây, vẽ tay chính như vậy vẽ riêng vẽ tay này thì nó sẽ có sự khác biệt mọi người nhé vẽ tay nó sẽ có sự khác biệt đây anh chị cùng quan sát này đây là hình ảnh này. một căn nhà nhỏ một cây đào đang nở này đây là hình ảnh vào mùa xuân này một người phụ nữ mà đang dắt theo một cậu bé này đang đi qua một cây cầu đây, xa xa là hình ảnh núi nhá sơn thủy quê hương sơn thủy quê hương mọi người nhé đây cái tích cảnh là sơn thủy quê hương rồi tiếp theo sang đến cảnh tiếp theo đây ạ đây. Đây cảnh tiếp theo Hình ảnh một cây tùng Rất là to nhé Đây là hình ảnh uh, mái nhà tranh này Cây cau này Đấy Xa xa vẫn là núi đồi này Một người dân đang gánh củi này Từ bên này sang Đây, Ví dụ như mọi người đặt hàng Mọi người có thể chế tác theo yêu cầu của mọi người được nhé Có thể chế tác theo yêu cầu của mọi người Rồi, Tiếp theo đến cảnh tiếp theo mọi người nhé mọi người có thể là bày trí được bốn mặt khác nhau hoặc mọi người cũng có thể là sử dụng một cái bàn xoay như thế này và với cỡ bình này thì với phòng khách rộng thoải mái rộng mọi người bày trí cặp này rất đẹp bày trí cặp này rất đẹp nhé đây tiếp theo à, thì như em nói rồi vì là vẽ tay chính như vậy là cái họa tiết của sản phẩm nó nó sẽ có sự khác biệt nhé chứ không phải là sẽ giống nhau 100% mọi người nhé đây là một cái lưu ý dành cho mọi người nhiều khi ví dụ có thể ở cái này vẽ sẽ màu nó sẽ có thể đậm hơn hoặc nhạt hơn một chút so với cái này Đấy, về cái màu sắc nó không giống nhau 100% phần trăm ví dụ như đây là hình ảnh một uh, người phụ nữ này Đấy, một người phụ nữ đang đứng ở một cái hiên nhà ngắm nhìn ra xa ở xa đây là hình ảnh nhỉ? ở những cái thuyền trài đang đi đánh bắt cá và bên này qua một con sông lại là một cái làng khác này. Đấy, một cái làng mạc khác này. hình ảnh cây núi đồi này, sông nước anh chị nhìn vào rất là sâu rất có chiều sâu gợi nhớ nếu như mà uh, đã có cô chú nào mà sống ở cái thời ví dụ như là thời từ ngày xưa có những cái làng mạc như thế này thì gần như là gợi nhớ lại rất nhiều cái kỷ niệm của mình ở trong đây mọi người nhé gợi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm của mình trong đây rất là ý nghĩa hoặc là anh chị có thể mua tặng bố mẹ bố mẹ là một cái món quà gửi tặng đến bố mẹ thì rất là ý nghĩa đây ví dụ như tác phẩm đến cái cảnh này tiếp theo thì mọi người thấy sẽ có sự khác biệt nhé sẽ có sự khác biệt Đây. tác phẩm tiếp theo cái cảnh tiếp theo như là em đã qua bốn cảnh rồi chính là vẽ tay vậy nó sẽ có sự khác biệt không giống nhau 100 phần đấy chính là cái quý của sản phẩm vẽ tay gần như là vẽ theo cái khung cảnh nó sẽ giống nhau nó sẽ giống nhau được khoảng tầm 90 nhưng mà ví dụ như là những cái tiểu cảnh nhỏ thì có thể sẽ khác nhau một chút giờ em sẽ quay vòng cho mọi người cùng ngắm nhìn một lần nữa lại tác phẩm này Thank <laughs> you.